Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng quả cầu pha lê trong Photoshop. Đầu tiên, dùng công cụ Ellipse để vẽ một vòng tròn. Phần Fill các bạn chọn màu đen. Stroke chọn biểu tượng này với ý nghĩa là không sử dụng stroke, đường viền. Nhấn giữ Shift để có thể vẽ ra một hình tròn. Sau đó, để đưa hình tròn vào trung tâm của bức ảnh, một cách chính xác nhất nhấn Ctrl A để chọn tất cả khung của lớp này. Chuyển qua công cụ Move, phím tắt là V. Và nhấn vào biểu tượng sau để canh giữa chủ thể và toàn bộ khung hình. Để bỏ vùng chọn, nhấn Ctrl D. Tiếp theo, nhân đôi lớp background với Ctrl J và kéo lớp này lên trên cùng. Trong lớp này, mình sẽ thêm hiệu ứng bóp méo hình cầu vào cho nó. Vào Filter, Distort, Fierce. Amount 100%, Mode Normal. OK. Nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt G. Để Clip Mask lớp này xuống lớp hình tròn bên dưới. Để tạo ra hiệu ứng hình cầu, nhấn Ctrl T và thu nhỏ lớp này lại sao cho trùng với hình tròn. Lúc đó bạn sẽ thấy khung hình sẽ là hình vuông. Sau khi bạn tạo ra được khối cầu, bây giờ sẽ thêm những hiệu ứng để giúp quả cầu trông giống thật hơn. Trong lớp Ellipse, nhấn vào biểu tượng FX và chọn Blending Options. Chọn vào Inner Shadow, thiết lập các thông số như hình. Chọn thêm Gradient Overlay, nhấn vào vùng màu trong Gradient, chọn Preset, Foreground to Transparent, kéo màu trắng qua bên trái để giới hạn vùng màu đen lại. Chọn thêm Drop Shadow, bạn có thể dùng chuột để di chuyển vùng bóng phía sau của quả cầu này sao cho phù hợp. Kế tiếp, sẽ phải tạo bóng phía dưới quả cầu, nhấn Ctrl J để nhân đôi lớp này lên. Trong lớp Ellipse 1, chuột phải và chọn Clear Layer Style để xóa bỏ các hiệu ứng trong lớp này đi. Nhấn Ctrl T và thu nhỏ lớp này lại và di chuyển xuống dưới đáy quả cầu để tạo bóng. Vào Filter, Blur, Gaussian Blur, Convert to Smart Object, làm mờ bóng với khoảng 50 pixels. Giảm Opacity xuống 50%. Để quả cầu nổi bật hơn trong bức ảnh, chúng ta sẽ làm mờ background. Nhân đôi lớp background với Ctrl J, vào Filter, Blur, Gaussian Blur, 7 pixels. Vậy là xong. Chúc các bạn thành công. Bên mình còn có nhiều thủ thuật, mẹo hay và tài nguyên về Photoshop. Bạn có thể truy cập vào kênh YouTube bên mình nằm ở trong mục hồ sơ. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.